Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày 6 tháng 10 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Hoàng Thị Phương Lan phụ nữ bị cưỡng chế ngoáy mũi khởi kiện chính quyền. Người phụ nữ bị chính quyền Việt Nam phá khóa cửa, xông vào nhà cưỡng chế để ngoáy mũi, thông báo sẽ khởi kiện chính quyền. Hôm thứ hai ngày 4 tháng 10, bà Hoàng Thị Phương Lan, 38 tuổi, phát trực tiếp trên livestream trên trang Facebook cá nhân quan điểm của bà về vụ bị cưỡng chế xét nghiệm COVID-19. Và rồi cũng bị phạt hành chính mà bà nói rằng bất hợp pháp. Bà cũng loan báo sẽ khởi kiện cả về hành chính lẫn yêu cầu khởi tố hình sự quan chức của địa phương này. Đây là hình ảnh bà Hoàng Thị Phương Lan đang livestream phát trực tiếp trên trang Facebook cá nhân của mình. Trong lời phát biểu trực tiếp trên livestream kể trên, bà Phương Lan kể rằng sau khi bị vụ việc cưỡng chế khóa tay và lôi ra từ nhà ra ngoài phố để bị ngoáy mũi, và nói rằng ông Võ Thanh Quan, bí thư phường kiêm trưởng ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tại phường Vĩnh Phú, địa phương bà, cư ngụ thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, đã xâm phạm gia cư bất hợp pháp, bắt giữ người trái pháp luật bởi vì bà không phải tội phạm. Bà đã bị cưỡng chế một cách rất thô bạo, dù không có quy định pháp luật nào buộc một người khỏe mạnh hoàn toàn phải đi test đại trà cả. Trong khi bà tự xét nghiệm tại nhà và sống theo những nguyên tắc phòng chống dịch, ngay tại nhà rất thận trọng. Trong buổi phát hình trực tiếp của mình, bà Lan đã nói: "Tôi có quyền để không cho bất kỳ người nào đụng vào thân thể của tôi, và cái việc họ làm là hoàn toàn sai, sai cả quy trình trong quy định phòng chống dịch cũng như sai về mặt pháp luật. Khi mà họ đã lấy được mẫu bệnh phẩm rồi nhưng họ vẫn ra quyết định xử phạt, điều này tôi thấy không đúng, và vì lập luận này tôi sẽ khởi kiện hành chính cái quyết định vi phạm hành chính này." Cũng theo bà Lan thì bà nhận được quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế đối với bản thân vào hôm 3 tháng 10. Chiếu theo quyết định này thì bà Lan bị phạt 2 triệu đồng. Bà cũng phân trần rằng bản thân chưa từng có cơ hội để giải thích cũng như tranh luận với cơ quan công quyền. Đây là hình ảnh bí thư cùng công an dân phòng phá khóa cửa cưỡng ép bà Hoàng Thị Phương Lan đi xét nghiệm như một vụ bắt giữ tội phạm nguy hiểm. Vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng ngày 28 tháng 9 vừa qua tại chung cư E-Home 4 ở thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Một video clip được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội lúc nhóm người của chính quyền địa phương do ông Võ Thanh Quan cùng công an, dân phòng đã phá khóa cửa, xông vào nhà bà Phương Lan, lôi bà ra đường như lôi một người bị bắt tội phạm quả tang. Bà đã bị kéo tới ngồi vào một cái ghế ở giữa phố, lột khẩu trang rồi ngoáy mũi để lấy mẫu xét nghiệm xem bà có bị nhiễm COVID-19 hay không. Theo những thông tin phổ biến trên mạng, bà bị cưỡng chế xét nghiệm khi bà đang dạy tập yoga trên mạng Internet. Dư luận đã lên án gay gắt nhà chức trách về vụ việc này, dẫn đến việc bí thư đảng ủy phường Vĩnh Phú là ông Võ Thanh Quan vào chiều ngày 29 tháng 9 phải xin lỗi bà Lan, nhưng bà đã không chấp nhận. Qua báo chí địa phương, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thành phố Thuận An giải thích rằng sự việc diễn ra vì tình hình cấp bách trong phòng chống dịch bệnh. Rồi Ban chỉ đạo phòng chống dịch ở địa phương đã ra quyết định kiểm điểm phê bình rút kinh nghiệm đối với ông Võ Thanh Quan, bí thư phường Vĩnh Phú. Và tổ chức này và chính quyền phường cũng như thị xã hoàn toàn nín lặng, không đả động gì tới chuyện ông ta đã hành động bất hợp pháp ra sao. Theo lời bà Phương Lan, bà được thông báo đến ngày 5 tháng 10 thì được mời tới chính quyền địa phương làm việc. Tuy nhiên, ngày 3 tháng 10 thì bà lại nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế để vào ngày 2 tháng 10 với số tiền phạt là 2 triệu đồng với lý do không thực hiện xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan y tế có thẩm quyền trong quá trình thực hiện giám sát bệnh truyền nhiễm. Theo bà Phương Lan, quyết định xử phạt bà vi phạm phòng chống dịch là trái pháp luật. Bất cứ ai làm trái pháp luật cũng phải bị chế tài. Bà đã nhờ một số luật sư làm thủ tục khởi kiện để lấy lại công lý và danh dự cho cá nhân mình. Trong phần phát hình trực tiếp livestream nói trên đã có 151 người bình luận khi nghe bà nói trực tiếp về vụ việc, phần lớn đều khuyến khích bà đòi công lý. Đây là hình ảnh bị dư luận phản ứng, bí thư Võ Thanh Quan đã mời bà Lan lên phường để xin lỗi, nhưng bà Lan không chấp nhận lời xin lỗi này. Bà nói bà sẽ đi tới cùng vì bà chẳng làm gì sai trái, bà vừa đòi công bằng cho bản thân và cũng không muốn những việc tương tự xảy ra đến lại có thể quay trở lại thành tiền lệ tái diễn trong tương lai. Luật sư Dương Vĩnh Tiến sau khi xem xét sự việc đã đưa ra nhận định rằng: "Tôi đã xem clip, thấy hành vi của những người tự ý phá khóa nhà ở
thuộc quyền sở hữu hợp pháp của công dân khi không có căn cứ cho thấy người đang ở trong là tội phạm nguy hiểm hoặc là đối tượng đã bị truy nã hoặc là có lệnh bắt khẩn cấp, là vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Hành vi đó có dấu hiệu xâm phạm chỗ ở của công dân, bắt giữ người trái pháp luật. Trên mạng xã hội Facebook, Tiến Vũ cũng bình luận như sau. Kiện là đúng, dẫu biết rằng công lý của nhà độc tài chỉ là một diễn viên hài. Cần phải kiện cho chính quyền phải biết hành xử tuân theo luật pháp. Một xã hội mà không thượng tôn pháp luật là một xã hội mà con người đối xử với nhau như con vật. Luật sư Hà Huy Sơn ở Hà Nội cũng phân tích với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ rằng chiếu theo luật về phòng chống bệnh dịch, nhà chức trách không được quyền cưỡng bức người dân đi xét nghiệm, chỉ trừ khi có bệnh lan truyền nguy hiểm trong vùng và phải có quyết định hành chính của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh thì mới được dùng biện pháp cưỡng bức. Vị luật sư cũng nhận định rằng việc nhà chức trách phá cửa xông vào nhà bà Lan là hành động hủy hoại tài sản của công dân, xâm phạm chỗ ở và việc họ cưỡng chế bà Lan là xâm phạm đến tự do cá nhân. Đây là hình ảnh cảnh phá khóa và bẻ tay để ngoáy mũi xét nghiệm bà Hoàng Phương Lan theo video clip chia sẻ. Trong trường hợp bà Lan kiện, luật sư Sơn dự báo rằng hoàn toàn có cơ sở thắng kiện. Theo quan điểm của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ vào hôm 5 tháng 10, nhiều người cũng bày tỏ ủng hộ của bà Lan và tin tưởng bà sẽ thắng kiện. Đồng thời họ chỉ trích chính quyền địa phương cho rằng việc ra quyết định xử phạt không khác nào dùng xăng để dập lửa. Về quyết định xử phạt hành chính đối với bà Hoàng Phương Lan do Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Phú đưa ra, luật gia Bùi Quang Thắng cũng cho Đài Tiếng Nói FA biết quan điểm của ông như sau. Khi nghiên cứu luật phòng chống bệnh truyền nhiễm thì tôi thấy rằng là có thể chị Lan không phải là người bị nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm, bởi vì không thấy có thông tin nào nói rằng chị Lan đã tiếp xúc với người mắc bệnh truyền nhiễm hoặc là đang mang bệnh truyền nhiễm. Vì vậy thì chị ấy không phải là đối tượng lấy mẫu xét nghiệm. Do đó mà xử phạt chị Lan về cái hành vi là không lấy mẫu xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan y tế có thẩm quyền thì nó chưa thỏa đáng. Ngoài ra, luật gia Bùi Quang Thắng cũng cho rằng chiếu theo luật thì cơ quan y tế có thẩm quyền ở đây phải là cơ quan y tế cấp huyện. Nhưng trong sự việc này, cơ quan nhà nước trực tiếp tham gia yêu cầu bà Lan lấy mẫu xét nghiệm là cấp xã, cấp phường. Do vậy, bản thân cơ quan nhà nước đã hành xử sai luật, nay lại muốn phạt người dân thì lại càng sai hơn. Về khả năng thắng kiện của bà Hoàng Phương Lan, luật gia Bùi Quang Thắng cho biết thêm, nếu chiếu theo các quy định của pháp luật mà tôi đã hiểu và đã nêu, và nếu tòa án xử một cách công tâm, thì có khả năng là bà chị Lan sẽ có cơ hội để thắng kiện. Đây là hình ảnh bà Hoàng Phương Lan là giáo viên dạy yoga online. Truyền thông nhà nước vào hôm 29 tháng 9 cho biết, ông Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Phú, Võ Thanh Quan đã trình bày lại sự việc, nhận khuyết điểm và công khai xin lỗi bà Hoàng Thị Phương Lan. Tuy nhiên, ông Quang đã thanh minh cho hành động vi phạm của lực lượng chức năng là do mong muốn nhanh chóng dập dịch, sợ dịch bùng phát trở lại nên hơi nóng vội, dẫn đến các biện pháp cưỡng chế. Chị Lan cũng cho Đài Tiếng Nói FA biết chính quyền đã cố gắng thuyết phục chị bỏ qua vụ hôm qua, gỡ bài đăng hợp tác trong thời gian tới. Và đề nghị hợp tác được chính quyền giải thích là hợp tác xét nghiệm chống dịch cộng đồng. Nhưng chị Lan này cho biết, tùy tình hình lúc đó mình không nói trước chuyện gì chưa xảy ra. Đến khi đến đó xem mình có di chuyển tiếp hay tiếp xúc gì không nữa thì mới biết cần phải làm gì. Nói về lời xin lỗi của chính quyền, chị Lan cho biết tiếp. Chị ghi nhận lời xin lỗi nhưng không chấp nhận. Vì ngoài việc hành xử trái pháp luật, anh ấy còn sỉ nhục và lăng mạ chị trước đám đông, trước con chị, làm tổn thương tinh thần trẻ. Chị Lan cho biết chính quyền đã không đề cập gì đến việc trả chứng minh thư nhân dân và các biên bản vi phạm trong cuộc gặp xin lỗi vào chiều ngày 29 tháng 9. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Tư ngày 6 tháng 10 năm 2021 với bản tin Hoàng Phương Lan, phụ nữ bị cưỡng chế ngoái mũi, khởi kiện chính quyền. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.